Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Agê, chương 1. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri Agê phán cho Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Dân này nói rằng, thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy: Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi việc tay làm. Vậy Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại, vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của đấng tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va mà rằng: Ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày 24 tháng 6 về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út. Chương 2. Ngày 21 tháng 7, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Bây giờ hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Sơ-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rung động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta,
Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ngày 24 tháng 9 về năm thứ hai của Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng, nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng không. A-gê lại rằng, nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng, các vật ấy sẽ bị ô uế. A-gê bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán: Dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy. Cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy. Vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ. Từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng, chỉ được có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu, đáng được 50 lượng, chỉ được có 20. Ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ hãy suy nghĩ, từ ngày nay về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây lựu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê trong ngày 24 tháng ấy rằng: Hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa mà rằng: Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất. Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa và người cưỡi. Ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chương 23. Đoạn cả hội đồng đứng dậy, điệu ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Cê-sa-r và xưng mình là đấng Christ, là vua. Phi-lát gạn ngài rằng: Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người này xui dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Ga-li-lê chăng? Biết ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện ngài và mong xem ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi ngài nhiều câu, song ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi ngài cách khinh dễ và nhạo báng ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho ngài, rồi giao ngài về cho Phi-lát. Trước kia, Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nổi ngày ấy trở nên bạn hữu. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng: Các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn. Nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo.
Vua Herod cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi mà tha Baraba cho chúng tôi. Vả tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Giê-xu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Song chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng: Vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc ý họ. Khi chúng điều Đức Chúa Giê-xu đi, bắt một người xứ Si-ren tên là Si-môn từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Vả một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Có một người tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathê là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa, vì ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Giô-sép, xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát,
họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đứng thất kinh úp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng: "Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại." Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie Madeleine, Giannơ và Marie mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 hectare. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: "Các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy?" Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: "Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?" Ngài hỏi rằng: "Việc gì vậy?" Họ trả lời rằng: "Ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ, không thấy xác ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn ngài thì không thấy." Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao?" Đoạn, ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép ngài dừng lại mà thưa rằng: "Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối." Vậy ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết ngài, song ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: "Khi nãy đi đường ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?" Nội giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: "Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon." Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: "Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và hãy xem,
thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đường phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho họ. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài, rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Thi Thiên 125. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ dài cho đến đời đời. Vì cây gậy cả ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.